Chào tất cả các thầy cô cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài thuật hoài của Phạm Vũ Lão ở trong chương trình ngữ văn lớp 10 kỳ 1. Sinh ta trong thời đại Đông A với những chiến công lừng lẫy chống ngoại xâm, tên tuổi của Phạm Vũ Lão đã được lịch sử ghi lại như một biểu tượng sáng đẹp của con người tận chung với nước. Một danh tướng có công lao chống giặc Nguyên Mông bảo vệ đất nước. Không chỉ vậy, ông còn là một người văn võ toàn tài. Tuy ông không sáng tác nhiều, nhưng tình cảm yêu nước cháy bỏng, chân thành của ông vẫn in dấu trên các trang viết, đủ làm xúc động trái tim những người con yêu nước. Một trong những tác phẩm ghi lại được tình cảm của ông chính là bài thơ Tỏ Lòng. Tác phẩm thể hiện rất đẹp hình ảnh và khí thế của đấng nam nhi thời đại. Đó cũng là tư thế của dân tộc trong những ngày tháng hào hùng ấy. Để hiểu về bài thơ, đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần tiểu dẫn. Ở đó, chúng ta sẽ tìm hiểu những nét chính về tác giả Phạm Vũ Lão. Ông sinh năm 1255, mất năm 1320, quê ở Hưng Yên, và được coi là một người văn võ toàn tài. Tuy tác phẩm của ông để lại chỉ còn hai tác phẩm, song những tác phẩm đều thể hiện rất tiêu biểu cho tấm lòng yêu nước, cho khí thế Đông A của thời đại. Từ đây, chúng ta sẽ đi vào để tìm hiểu phần văn bản. Bài thơ thuật hoài được viết trong hào khí Đông A ngùn ngụt. Hào khí Đông A chính là hào khí của thời đại nhà Trần. Đây là thời đại mang một mốc son chói lọi trong 4.000 năm dựng nước và giữ nước của lịch sử dân tộc ta. Với 3 lần kháng chiến và đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông, nhà Trần đã ghi vào pho sử vàng của Đại Việt những chiến công như ở Chương Dương, Hàm Tử, Bạch Đằng. Tất cả đã đi vào bất tử. Khí thế hào hùng, oanh liệt đó đã được ngợi ca là hào khí Đông A. Nó chỉ tinh thần yêu nước sục sôi của quân dân nhà Trần. Đó là tinh thần đoàn kết, quyết chiến từ cụ già tới đứa trẻ, từ nhà vua tới thường dân, và nó còn âm vang mãi cho tới tận ngày nay. Nó lan truyền tới tận ngày nay trong niềm kiêu hãnh của người dân nước Việt. Thời đại đó, quả thực đã tập hợp được cả địa linh, nhân kiệt, với một triều đình tích cực, hết lòng vì nhân dân. Và ở đấy, nó cũng tập hợp được rất nhiều những người tài, tập hợp được cả sức mạnh đoàn kết trong nước. Chính với bầu nhiệt huyết ấy mà một dân tộc bé nhỏ như nước ta lại có thể 3 lần chiến thắng quân Mông Cổ, một đế quốc có ngựa đi đến đâu, cỏ không mọc được tới đó. Các tác phẩm thơ văn thời kỳ này đều thấm đượm tinh thần yêu nước và trở thành sản phẩm văn chương tiêu biểu nhất cho chủ đề này trong thời phong kiến. Quả thực, thơ văn thời Trần đã trở thành tiếng nói của những anh hùng, thi sĩ rào rạt cảm hứng yêu nước mãnh liệt. Thích Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn, Thuật Hoài của Phạm Vũ Lão, Bạch Đằng Giang Phú của Trương Hoán Siêu đều là những kiệt tác chứa chan tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Bài thơ Tỏ Lòng của Phạm Vũ Lão là một trong những bài như vậy. Bài thơ đã thể hiện niềm tự hào về chí nam nhi và khát vọng chiến công của người anh hùng khi tổ quốc bị xâm lăng. Nó là bức chân dung tự họa của danh tướng Phạm Vũ Lão. Từ đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu sâu hơn. Hai La Mã, chúng ta đi vào tìm hiểu văn bản. Hoành sóc giang sơn khát kỷ thu, tam quân tỳ hổ khí thôn nghiêu. Nam nhi vị liễu công danh trái, tu thính nhân gian khuyết vũ hầu. Dịch thơ: múa giáo non sông trải mấy thu, ba quân khí mạnh nuốt trôi châu.
công danh nam tử còn vương nợ, luống thẹn tai nghe chuyện vũ hầu. Bài thơ này có thể chia thành hai phần. Hai câu đầu, tác giả miêu tả lại hình ảnh tráng sĩ và quân đội nhà Trần. Hai câu sau, tác giả đã nêu lên cảm nghĩ của mình. Từ đó chúng ta đi vào tìm hiểu phần đọc hiểu. Hai câu thơ đầu, hình ảnh tráng sĩ và quân đội nhà Trần. Ở đây chúng ta sẽ chỉ ra sự khác nhau giữa câu thơ ở trong nguyên tác và câu thơ dịch. Cụ thể, ở trong câu số 1 này, phần dịch thơ chưa dịch đạt so với cả phiên âm. Phiên âm chữ hoành nghĩa là cầm ngang, còn sóc là giáo, kháp là giữ gìn. Trong khi ở dịch thơ thì không dịch được chữ cầm ngang mà chỉ nói là múa, và đồng thời thiếu mất chữ giữ gìn. Việc không sát với nguyên bản này rõ ràng đã làm giảm mất đi tư thế hiên ngang của tráng sĩ. Từ đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần câu số 1 theo phiên âm. Hoành sóc giang sơn, khát kỷ thu. Qua câu thơ này chúng ta thấy tráng sĩ thời Trần mang tư thế và tầm vóc như thế nào. Đầu tiên, ta thấy hình ảnh tráng sĩ hiện lên với tư thế cầm ngang ngọn giáo. Đây là một tư thế vô cùng hiên ngang. Đó là tư thế của con người chiến đấu về tổ quốc, nhưng trong sự vững chãi và điềm tĩnh. Rõ ràng, hình ảnh người lính vệ quốc đã toát lên sự bình thản hiên ngang vì đã có thời gian dài chiến đấu bảo vệ đất nước. Đây cũng là tư thế của con người hiểu rõ được sức mạnh dân tộc và nhiệm vụ của bản thân. Thế hoành ấy còn là tư thế sẵn sàng chiến đấu ra trận. Nếu múa giáo thiên về hành động biểu diễn, thì cầm ngang ngọn giáo lại tiềm ẩn một sức mạnh lớn lao để chiến đấu. Ẩn sâu trong cái tĩnh của thế đứng là tinh thần yêu nước luôn động. Cây giáo trong tay tráng sĩ đã trở thành một vật biểu trưng đẹp cho tinh thần bất khuất đó. Không chỉ vậy, hình ảnh tráng sĩ còn được thể hiện trong tư thế giữ gìn non sông. Đây là một tư thế phóng khoáng, vươn lên ngang với tầm sông núi của tráng sĩ, và đặc biệt nó được đặt trong nhiệm vụ bảo vệ đất nước, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Từ đấy, ta thấy câu thơ đã tạo dựng được một không gian rộng lớn, đó là không gian của non sông, vũ trụ. Đặt giữa không gian ấy, tư thế của con người trở nên đẹp lồng lộng, ngang tầm với vũ trụ như một bức tượng đài bằng cẩm thạch, mà nâng đỡ bức tượng đài ấy là mây trời, là đồng lúa, là dòng sông quê hương. Đường nét hiên ngang của bức tượng đã tạc lên nền trời như hòa nhập, vừa là một điểm nhấn của quê hương đất nước nữa. Ánh sáng từ cây giáo và đôi mắt tráng sĩ đã tỏa ra vầng hào quang xua tan mây mù, xoay thấu cả vũ trụ. Đó là hình ảnh con người cầm ngang ngọn giáo mà trấn giữ đất nước nên càng đáng trân trọng. Không chỉ vậy, tư thế ấy lại còn đặt trong một thời gian dài, đã mấy thu. Nó toát lên sự bền bỉ của con người trong tư thế chiến đấu. Bởi lẽ, con người ở đây không chỉ đứng đó trong thoáng chốc mà đã trải qua nhiều thu rồi, nhiều năm rồi. Trong liên tưởng, tôi chợt nghĩ đến bao nhiêu bức tượng đài của các dũng sĩ dân tộc bền bỉ theo thời gian, mà mỗi lần nhìn vào mắt họ, tôi lại thấy mình cần phải đóng góp cho đất nước nhiều hơn. Từ hình ảnh của câu thơ này, tôi chợt liên tưởng tới một câu thơ cùng với chủ đề trong bài Chinh Phụ Ngâm. Cầm ngang ngọn giáo, chỉ ngàn hang beo. Cả hai câu thơ đều cho chúng ta thấy được hình ảnh những vị tráng sĩ hiện lên trong một không gian thời gian thật rộng lớn. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta thấy ở trong Chinh Phụ Ngâm, không gian thời gian ấy mang tính chất nhỏ hẹp hơn và với mục đích chủ yếu là để diệt ác. Thì ở trong Tỏ Lòng ta thấy hình ảnh con người hiện lên thật kỳ vĩ trong một không gian đất nước rộng lớn, trong một thời gian dài mênh mông
và đặc biệt với nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Rõ ràng như vậy, ta thấy ở câu thơ số 1, tư thế đứng của tráng sĩ đã cho ta thấy thế đứng của cả một đội quân hiểu rõ sức mạnh của mình. Lời thơ thật hàm xúc nhưng đã dựng lên được bức tượng đài hoành tráng về người tráng sĩ. Đó là lời xuất phát từ đáy lòng của một con người đầy ý chí bảo vệ tổ quốc, oai hùng trong tư thế của người làm chủ đất nước. Từ đây, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu câu thơ số 2. Để hiểu câu thơ số 2, chúng ta sẽ đi vào so sánh thiên âm với dịch thơ. Cụ thể, chúng ta thấy ở đây, thiên âm đã nói rõ chữ tỳ có nghĩa là báo, khí là khí thế, và tam quân, tức là đội quân nhà Trần với ba thứ quân tiền, trung, hậu quân. Còn thôn như ở đây thì có hai cách hiểu. Thứ nhất là nuốt trôi trâu và thứ hai là ăn sau nghiêu. Thì chúng ta thấy rằng ở trong dịch thơ thì họ đã thiếu mất hình ảnh tỳ hổ, tức là đội quân hổ báo, chỉ có nói là hình ảnh đội quân thôi. Mà hơn nữa thế thì chúng ta thấy ở đây khi cách dịch của ta của người dịch thơ ấy, thì chủ yếu là đi theo cách là nuốt trôi trâu, đấy là một cách hiểu đơn giản dễ hiểu nhất. Còn hình ảnh ăn sau nghiêu ở đây không được nhắc tới. Vì vậy ở đây chúng ta cũng sẽ phân tích theo hình ảnh trong thiên âm thôi. Cụ thể, chúng ta thấy hình ảnh đội quân của nhà Trần hiện lên với cả hình ảnh ba quân. Như đã giải thích rồi, ba quân ở đây chính là cái hình ảnh khái quát về đội quân nhà Trần với ba thứ quân. Và từ đấy khi nêu ra hình ảnh ba quân này, ta thấy tác giả đang ngợi ca đội quân nhà Trần với sự đông đảo, chỉnh tề và bài bản. Đấy chính là một cái nguyên nhân giúp chúng ta chiến thắng được rất nhiều kẻ địch từ đó. Hơn nữa thế, đội quân ở đây còn được miêu tả với một biện pháp tu từ rất thú vị. Ba quân hổ báo, khí mạnh, nuốt trôi trâu. Đó là biện pháp gì? Cụ thể, chúng ta thấy tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh ẩn dụ kết hợp với phóng đại để nhằm cụ thể hóa sức mạnh của ba quân và khái quát được sức mạnh của quân đội nhà Trần. Hình ảnh đội quân sát thát ra trận qua biện pháp này, ta thấy vô cùng đông đảo, trùng điệp với một sức mạnh phi thường, mạnh như hổ báo, quyết đánh tan tất cả mọi kẻ thù xâm lược. Khí thế của đội quân ấy ào ào ra trận, không một thế lực nào, kẻ thù nào có thể ngăn cản nổi. Ở đây, chữ khí thôn mưu, tức là nuốt trôi trâu, mang đến khí thế tráng trí của những người chiến sĩ thời kỳ này. Biện pháp phóng đại làm cho hình tượng thơ mang một tầm vóc thật hoành tráng. Và ở đây, nếu ẩn dụ ba quân hổ báo cho thấy sức mạnh tựa thiên nhiên của đội quân, thì hình ảnh nuốt chua châu còn tái hiện sức mạnh ấy vượt trên cả thiên nhiên. Hình ảnh ba quân khí mạnh nuốt chua châu làm cho chúng ta gợi nhớ tới rất nhiều những câu thơ cũng có hình ảnh đội quân hổ báo này. Quả thực hình ảnh ẩn dụ phóng đại tam quân tỳ hổ trong thơ Phạm Ngũ Lão đã trở thành một cái hình tượng, một tư liệu sáng giá trong nền văn học mà sau này thì Trương Hán Siêu đã sử dụng trong bài Bạch Đằng Giang Phú. Thuyền bè muôn đội, tinh kỳ cốc phới, tỳ hổ ba quân giáo gươm sáng chói. Ở đây, người chiến sĩ Bình Nguyên đã mang theo một khát vọng cháy bỏng, khao khát lập chiến công để đền ơn vua, báo nợ nước. Thời đại anh hùng mới có những khát vọng anh hùng, phá cường địch, báo hoàng ân. Hay câu nói của Trần Tú Độ, đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Quả thật, đấy chính là những ước vọng mà làm nên cả lịch sử dân tộc. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài ngợi cỏ, nhìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng. Khát vọng ấy là biểu hiện rực rỡ cho tấm lòng trung quân ái quốc của tướng sĩ, khi tầng lớp quý tộc đời Trần trong xu thế đi lên đang gánh vác sứ mệnh lịch sử trọng đại. Họ mơ ước và tự hào về những chiến công hiển hách, những võ công oanh liệt của mình có thể sánh ngang tầm sự nghiệp anh hùng của Vũ Hầu Gia Cát Lượng thời Tam Quốc. Từ đấy, chúng ta cảm nhận thấy, ở đây, tác giả đã miêu tả lại hình ảnh
của cả tráng sĩ và quân đội nhà Trần trong hình ảnh lồng với nhau, lồng trong hình ảnh của quê hương đất nước thật đẹp. Và từ hình ảnh của tráng sĩ và quân đội thời Trần này, chúng ta thấy tác giả đã bộc lộ những cảm nghĩ gì. Chúng ta sang phần 2, tìm hiểu hai câu sau, cảm nghĩ của tác giả Phạm Vũ Lão. Cảm nghĩ ấy được thể hiện ngay trong câu thơ số 3, với việc tác giả nhắc tới món nợ không danh. Vậy món nợ không danh mà tác giả nhắc tới được hiểu theo nghĩa nào? Có thể là chí làm trai hay là chưa hoàn thành nghĩa vụ với cả đất nước. Chúng ta sẽ thấy món nợ công danh này được nhắc tới với cả hai ý. Thứ nhất, nợ công danh ở đây là tư tưởng về chí làm trai trong Nho giáo. Đây là chí làm trai có ý nghĩa rất tích cực. Nó cổ vũ con người từ bỏ lối sống tầm thường thế kỷ, sẵn sàng hy sinh về sự nghiệp chung. Món nợ ấy đã được nhắc tới trong rất nhiều bài thơ. Ví dụ như là Nguyễn Công Trứ đã từng nói: đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Đây là công danh làm bằng ý chí và tài năng, chứ không phải là thứ công danh tầm thường mang màu sắc cá nhân. Nhưng đồng thời, khi nói đến nợ, là Phạm Vũ Lão đang tự nhắc mình nghĩa vụ với dân, với nước. Bản thân tác giả tuy đã đóng góp nhiều cho đất nước, nhưng ông cảm thấy còn phải làm nhiều hơn nữa, món nợ này vẫn còn đeo trên vai. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây, bản thân tác giả quả thực là con người mang chỉ khí rất lớn lao, muốn làm được những điều vĩ đại cho đất nước, cho dân tộc. Để rồi, ở trong câu số 4, ý thơ chợt vụt sáng với một nỗi liềm mà làm ta thấy bất ngờ. Đó là tác giả thẹn vì chưa đủ tài trí nhưng ra các lượng. Vậy ta xem nỗi thẹn này có phải là ông yếu kém đi không? Ở đây ta thấy Gia Cát Lượng là một mưu thần nổi tiếng ở Tam Quốc. Vị mưu sĩ này đã là người xả thân vì cơ nghiệp nhà Thục, vì chúa Lưu Bị, nhắm mắt mà còn chữ yên công cuộc ủng mưu phản Tào. Như vậy, lấy Vũ Hầu Gia Cát Lượng làm một người để mình hướng đến, rõ ràng là Phạm Vũ Lão đã thể hiện mong muốn sẽ làm nên công nghiệp phò tá nhà vua, phò tá nhà Trần, thực hiện lý tưởng chí quân trạch dân cao cả của bề tôi trung thành tận tâm. Nhưng ở đây Phạm Vũ Lão thẹn vì nghĩ mình chưa có tài cao như Gia Cát Lượng để trừng tặng cứu nước. Và có lẽ đánh giá về nỗi thẹn này chúng ta chỉ thấy là làm cho nhân cách của ông được tỏa sáng thêm thôi. Nỗi thẹn của một người anh hùng tỏa sáng lên một nhân cách cũng rất anh hùng. Nỗi thẹn ấy không làm cho con người thấp bé, mà là nó chỉ nâng cao nhân cách thôi. Chỉ có những con người có nhân cách lớn mới có nỗi thẹn này. Qua đó ta thấy suy nghĩ của tác giả về trách nhiệm với đất nước, đồng thời khâm phục sự khiêm tốn và ý chí vươn lên của tác giả. Có người đã nói chữ thẹn là nhãn tự của bài thơ, nó nặng bằng 27 chữ còn lại cả về âm và về nghĩa. Thanh nặng của chữ như kéo trùng câu thơ xuống để khắc họa điểm lắng đọng trong tâm hồn thi sĩ, một tâm hồn trong sáng đầy ý thức trách nhiệm với đất nước. Đọc những dòng thơ này, chợt chúng ta nhớ tới bài thơ mà Nguyễn Khuyến đã từng viết: nhân hứng cũng vừa toan cất bút, nghĩ ra lại thẹn với ông Đào. Những câu thơ ở trong bài Thu Vị thật là giống với cả câu thơ cuối trong bài Thập Hoài của Phạm Vũ Lão, bởi vì cả hai đều có điểm chung là nói về nỗi thẹn. Phạm Vũ Lão thẹn vì chưa có đủ tài năng như Vũ Hầu, thì Nguyễn Khuyến thẹn vì mình chưa có nhân cách cao khiết như Đào Tiềm khi ở Ẩn. Rõ ràng ở đây tuy khác nhau, thế nhưng điểm chung ấy chính là nỗi thẹn đã làm cho con người nâng cao thêm nhân cách của mình. Đấy chính là điểm sáng đẹp của nhân cách, giúp ta phân biệt được đâu là chí sĩ quân tử. Như vậy, tóm lại, ở trong hai câu cuối, chúng ta thấy tác giả đã thể hiện một suy nghĩ mà làm cho bản thân nhân cách cao hơn. Đấy là muốn đóng góp cho đất nước nhiều hơn nữa. Nhìn thấy hình ảnh Gia Cát Lượng mà còn thấy thẹn cho bản thân, muốn bản thân cần phải có nhân cách
cần phải có tài năng để cống hiến cho đất nước nhiều hơn. Từ đấy thì chúng ta có thể kết luận lại chung bài thơ như sau. Bài thơ chỉ có 4 câu, song chan chứa rất nhiều điều. Nó mở đầu bằng sự mạnh mẽ và kết thúc trong sự sâu lắng. Bài thơ là sự phản chiếu một thời đại hào hùng khi lý tưởng Trung quân ái quốc đã hòa nhịp trọn vẹn trong tình cảm tâm hồn của nhà thơ, của một thời đại vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước ra sức. Tâm nguyện của Phạm tướng quân đã phản chiếu tâm tư của bao nhiêu người trai thời Trần, ý thức rõ được giá trị bản thân, nhận thức rõ được sự gắn bó của cá nhân với cộng đồng, dân tộc, đất nước. Xúc cảm hào hùng đã tỏa sáng trong hình tượng thơ, đem đến cho người đọc một cái nhìn trọn vẹn về con người thời đại Đông A. Và qua bài thơ này, càng đọc những tấm gương về thời đại đó, chúng ta càng tự động viên bản thân mình phải cố gắng vượt qua những giây phút mải chơi, cố gắng học tập, nhen nhóm những mục đích sống tốt đẹp để sau này trở thành người có ích cho đất nước. Từ đây chúng ta sẽ đi vào phần cuối luyện tập. Chúng ta nhìn lên màn hình, trên đây có một số những câu hỏi trắc nghiệm. Ví dụ câu số 1, công danh nam tử còn vương nợ, luống thẹn tai nghe chuyện mụ hầu, thể hiện nỗi lòng gì của nhân vật trữ tình? A. Nỗi thẹn vì không thể giúp được gì cho đất nước. B. Thẹn vì chí làm trai chưa thực hiện được. C. Thẹn vì không tài giỏi như Gia Cát Lượng. D. Thẹn vì đã già khi đất nước còn gian nan. Đáp án chính xác chính là đáp án B. Tiếp theo chúng ta sang với câu số 2. Đề tài của bài thơ này là gì? A. Tình yêu thiên nhiên. B. Chí làm trai. C. Sức mạnh của nhà Trần. D. Khát vọng cống hiến. Và chúng ta thấy là đề tài lớn của bài thơ chính là chí làm trai. Vậy từ đây chúng ta có thể học tập được gì ở con người nhà Trần? Và mỗi người chúng ta đều có một mơ ước hoài bão để sau này cống hiến cho đất nước. Vậy thì chúng ta có thể chia sẻ ngay ước mơ hoài bão của mình sau khi học xong bài này. Thưa các thầy cô và các em, như vậy là chúng ta đã kết thúc bài học. Tôi mong rằng các thầy cô sẽ có những tiết dạy thú vị, còn các em học sinh sẽ tiếp tục tiếp thu được thêm nhiều kiến thức của mình để bổ sung cho những bài văn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô và các em.